Xin chào quý vị và các bạn đã đến với màn ảnh nhỏ để cùng chúng tôi hướng về trận đấu hấp dẫn giữa đội tuyển Việt Nam gặp đội tuyển Iraq. Trận đấu này diễn ra trong khuôn khổ lượt trận cuối cùng vòng loại thứ hai khu vực châu Á. Hiện tại trên bảng xếp hạng FIFA, đội tuyển Việt Nam xếp hạng 115, trong khi đó Iraq đứng hạng 58. Sự chú ý của người hâm mộ Việt Nam sẽ đổ dồn về trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam làm khách của đội tuyển Iraq. Trận đấu này sẽ bắt đầu vào lúc 1 giờ ngày 12 tháng 6 năm 2024. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sam-sit sẽ cạnh tranh suất đi tiếp với đội tuyển Indonesia. Ở lượt đấu này, đội tuyển Việt Nam đến làm khách của đội tuyển Iraq, trong khi đội tuyển Indonesia được tiếp đón đội tuyển Philippines trên sân nhà. Điều kiện để đội tuyển Việt Nam vượt qua được đội tuyển Indonesia và tiến vào vòng trong là thầy trò huấn luyện viên Kim Sam-sit phải thắng đội tuyển Iraq ở lượt đấu cuối, sau đó chờ đội tuyển Indonesia không thắng đội tuyển Philippines. Khi đó đội tuyển Việt Nam có 9 điểm, còn đội tuyển Indonesia có tối đa 8 điểm. Ở một kịch bản khác, nếu đội tuyển Việt Nam hòa đội tuyển Iraq, thì chúng ta cần phải chờ đội tuyển Indonesia thua đội tuyển Philippines. Khi đó hai đội bằng điểm nhau, nhưng đội tuyển Việt Nam có hiệu số tốt hơn. Tuy nhiên, điều quan trọng nhất là kết quả trận đội tuyển Indonesia gặp đội tuyển Philippines sẽ diễn ra trước. Do đó, khi đội tuyển Việt Nam bắt đầu trận đấu với đội tuyển Iraq, có thể thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sit đã không còn cơ hội đi tiếp. Dù vậy, bất kể kết quả của trận đấu giữa đội tuyển Indonesia và đội tuyển Philippines như thế nào đi chăng nữa, chắc chắn đội tuyển Việt Nam vẫn cần phải làm việc của mình. Đó là quét nhất được một điểm. Tinh thần của đội tuyển Việt Nam lúc này đang rất tốt và từ huấn luyện viên Kim Sang-sit đến các cầu thủ đều thể hiện tham vọng có một trận đấu tốt để cống hiến cho khán giả. Bên phía đội tuyển Iraq, đội bóng này đã chính thức có tấm vé vào vòng trong. Tuy nhiên, thầy trò huấn luyện viên Sisit Sasat được đá trên sân nhà và vẫn hướng tới chiến thắng để kết thúc vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á với thể thức toàn thắng. Với những phân tích như trên, chúng tôi dự đoán tỷ số trận đấu sẽ là 1-0 nghiêng về phía đội tuyển Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Các bạn hãy đăng ký kênh và rung chuông để nhận được những thông báo mới nhất về kết quả các trận đấu tại vòng loại thứ hai World Cup 2026 khu vực châu Á. Xin chào các bạn.